Xin kính chào quý khán thính giả và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh SBTV của chúng tôi trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ đồng hành trong thời gian qua. Quý vị thân mến, công lao to lớn của bà Nguyễn Phương Hằng đã được đền đáp khi mới đây Bộ Tài chính đã ban hành luật cấm các ca nghệ sĩ bẩn làm từ thiện. Chính vì thông tư mới này là cú tát vào mặt những người ăn chặn tiền từ thiện trong hơn mấy chục năm qua, mà trong drama của bà siêu Đại Nam đã réo tên. Tin tức này đã đá văng chén cơm của những bọn tham quan như tên Phan Văn Mãi, hai tên thiếu tướng Lê Hồng Nam. Vâng, và những cái tên được nhắc đến nhiều nhất gồm nam MC Trấn Thành, ca sĩ Thủy Tiên và tên Hải Hoài Linh bị cộng đồng mạng đưa ra châm biếm sau thông báo mới của Bộ Tài chính về chuyện ăn chặn tiền từ thiện. Và thế là một lần nữa câu chuyện từ thiện lại gây bão dư luận. Trấn Thành, Thủy Tiên, Hoài Linh cùng nhiều nghệ sĩ tiếp tục bị đưa ra để mỉa mai. Vâng, kính mời đây, fanpage Trung tâm Tin tức VTV cùng nhiều cơ quan báo chí đồng loạt chia sẻ những thông tin đáng chú ý về vấn đề từ thiện. Theo đó, vào hôm ngày 5 tháng 7, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 41/2022 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 sắp tới đây. Cụ thể, điều 3 thông tư có nêu rõ chuyển các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động kêu gọi tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ kế toán, ghi chép, hạch toán và minh bạch thông tin. Như vậy, những tên ăn chặn tiền từ thiện sẽ hết cơ hội quyên góp ăn chặn tiền từ thiện, và trong trường hợp cá nhân hoạt động xã hội từ thiện thì phải có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về việc tiếp nhận, phân phối, dùng nguồn từ thiện. Ngay lập tức, thông tư 41 trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán rôm rã. Nhiều người lại nhớ đến loạt ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ những năm qua. Một lần nữa, những cái tên từng vướng tranh cãi như là Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên lại bị réo gọi liên tục. Trong đó, Trấn Thành bị mỉa mai khá nhiều vì phát ngôn trong quá khứ. Cụ thể, Trấn Thành đã từng chia sẻ, nếu như quý vị cứ nói là phải giải trình số tiền này ra cái này cái nọ, thì nói thật là tội em có thể không làm, đó không phải là nhiệm vụ, sinh ra là phải làm từ thiện. Đã nói làm từ thiện là làm từ tâm và thiện nguyện của mình. Thành thử ra tụi em làm là cực lắm, tụi em làm đủ thứ chuyện, nói thật quý vị, cái tiền nó không ăn đâu, không ăn một đồng nào hết. Ăn cái tiền này không sống nổi đâu, không ngóc đầu lên được đâu. Quý vị yên tâm, tụi em thà không làm, tụi em đủ sức kiếm tiền nuôi sống bản thân, nên không ai đi ăn cái tiền đó hết. Các bạn nào ác ý yêu cầu nói làm gì cho người ta rồi, giải trình số tiền đi, thì nói thật với quý vị, những người làm từ thiện người ta đón nhận những điều tiêu cực này, thì người ta nản, người ta sợ làm. Và trong năm 2020 thì Trấn Thành cũng là nhân vật bị nghi ngờ nhiều về chuyện làm từ thiện. Khi bị nghi ngờ chuyện từ thiện thì nam MC đã nhanh chóng sao kê tài khoản, đồng thời lên tiếng phủ nhận. Dù vậy đến nay nhiều người vẫn cho biết là chưa thực sự cảm thấy thuyết phục bởi những lý lẽ, giấy tờ và Trấn Thành đưa ra. Xóa tẩy như tờ giấy nháp, kể cả drama của bà Nguyễn Phương Hằng đã phát huy tác dụng khi bà đã trở thành một hiện tượng lan tỏa và nổi tiếng trên truyền thông mạng xã hội tại Việt Nam trong suốt một năm qua. Từ cái drama đình đám trong showbiz ăn chặn tiền từ thiện của các ca nghệ sĩ bẩn, không biết những quan chức cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nghĩ gì về thông tư mới này. Cụ thể, ông giám đốc công an Lê Hồng Nam và tên chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khi đã nhận tiền hối lộ từ đám ăn chặn tiền từ thiện của các ca nghệ sĩ bẩn gây bất mãn trong nhân dân và trên cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua. Vâng, đó cũng là lý do khiến hàng loạt các ca nghệ sĩ bẩn hoang mang, lo sợ khi họ bị đưa ra dìu cực mỗi khi bàn về chuyện từ thiện. Bên cạnh Trấn Thành thì Thủy Tiên, Hoài Linh và nhất là Mr. Đàm cũng bị nhắc đến nhiều. Họ là hai nghệ sĩ từng đau đầu về chuyện minh bạch từ thiện. Một người thì chậm giải ngân tiền quyên góp, một người thì bị nghi ngờ là biển thủ, nhiều công kích vì cách làm từ thiện cảm tính. Trên thực tế, đầu năm 2022 thì cơ quan chức năng sau khi vào cuộc xác minh, điều tra đã đưa ra kết luận bằng một tờ giấy A4 không hơn không kém rằng những người gừng sĩ đó không đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự và không hề có bản sao kê nào chính thức được cơ quan công an tung ra. Vì vậy, mãi cho đến bây giờ, cộng đồng mạng vẫn không thể nào tin nổi những gừng sĩ đó họ minh bạch được. Minh bạch thì tung sao kê, đơn giản vậy thôi, cũng không làm được thì mập mờ là chuyện rất dễ hiểu. Vậy nên cộng đồng mạng trước thông tư 41 đã để lại hàng loạt bình luận như sau. Vậy thôi, nghề từ thiện xóa sổ, giờ làm từ thiện thì tự mình làm thôi cho chắc. Thắng vẫn sống dài nhất kìa, chị tao có tiền xây biệt thự, không thèm làm từ thiện nữa, chết cha lẹ tổ rồi,
cùng mở sổ sao kê mà. Đang giang dưới hiếu mập mờ, tôi thấy sổ sao kê của anh ấy như phim ấy, làm nhăn nhăn chỗ cần xem tin. Tin tôi đi ai cũng biết Minh Bạch là tốt, nhưng chẳng mấy ai thích Minh Bạch đâu. Tin buồn cho lũ gừng sỉ mới đúng, còn chúng tôi thì vui, vì đến giờ, từ đó không còn thấy Thủy Tề, Đàm Vĩnh Hưng hô hào từ thiện nữa. Thế là nhiều nghệ sĩ không làm từ thiện nữa, cho xem số lượng nhà từ thiện online sẽ giảm 95%. Với điều luật này thì chúng ta sẽ không còn thấy các nghệ sĩ làm từ thiện nữa đâu. Hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch theo thông tư 41/2022 của Thanh tra Bộ Tài chính. Tất cả các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch. Thưa quý vị, ngày tháng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 41/2022 của Thanh tra Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022. Đối tượng áp dụng thông tư này bao gồm quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện. Điều 3 thông tư này nêu rõ tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện đều phải mở sổ ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy định của thông tư này và pháp luật có liên quan. Đối với các tổ chức, đơn vị, cơ quan thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện kiêm nhiệm không tổ chức kế toán riêng, hạch toán các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện phải hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị theo chế độ kế toán mà đơn vị đang áp dụng. Ngoài ra, đơn vị phải mở sổ chi tiết để theo dõi riêng cho các hoạt động này, đảm bảo quản lý sử dụng đúng mục đích. Hàng năm phải lập báo cáo cho hoạt động xã hội từ thiện theo đúng quy định, thực hiện công khai số liệu theo quy định của pháp luật, đồng thời phải thuyết minh riêng số liệu các hoạt động xã hội từ thiện trên báo cáo tài chính của đơn vị minh bạch và rõ ràng. Các cá nhân có hoạt động xã hội từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo đúng quy định của thông tư này. Đồng thời là báo cáo công khai tình hình tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp. Quy định pháp luật thông tư số 4 hướng dẫn chứng từ kế toán khi làm từ thiện được quy định như sau. Các đơn vị được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu chứng từ thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 10, luật kế toán phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị, bao gồm như tên và số hiệu chứng từ kế toán, ngày tháng năm lập chứng từ kế toán, tên địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc là cá nhân lập chứng từ kế toán, tên địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc là cá nhân nhận chứng từ kế toán, nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu chi tiền, ghi bằng số và bằng chữ ký. Họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán. Đối với các khoản chi hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng, nhận tài trợ, chi tiền mặt, phân phối hàng hóa, hiện vật, thì chứng từ làm căn cứ duy trì hoặc là bảng kê, đính kèm phải có chữ ký của người dân, xác nhận của đơn vị có trách nhiệm tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành. Lưu ý các tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt động xã hội từ thiện có tổ chức kế toán riêng để hạch toán các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp tục thực hiện chế độ kế toán đang áp dụng đến hết năm tài chính 2022. Từ năm tài chính 2023 phải chuyển sổ kế toán và thực hiện theo đúng quy định của thông tư 41/2022 của Thanh tra Bộ Tài chính. Thưa quý vị, như vậy với việc thông tư 41 này được chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2022 thì để xem những người đang hoạt động từ thiện mở số tài khoản riêng để nhận tiền như là Đoàn Ngọc Hải hay là MC Đại Nghĩa, họ có mở sổ kế toán ghi chép minh bạch hay không nhé quý vị. Bởi vì từ trước đến giờ cả MC Đại Nghĩa và cả ông Đoàn Ngọc Hải, chưa kể trước đó là những gừng sĩ, cây đa cây đề đều không hề có sổ kế toán ghi chép minh bạch. Thậm chí là làm rất lơ mơ mập mờ để rẻ tiền đường mà bỏ túi. Và chúng tôi sẽ cập nhật quý vị liệu rằng thông tư này ngày 1 tháng 9 được chính thức có hiệu lực từ những người cây đa cây đề và những chuyên hành nghề từ thiện có áp dụng thông tư này hay không, và có tiếp tục hành nghề thiện nguyện nữa hay không. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian lắng nghe tin tức SBTV của chúng tôi.